vậy mà cơ trời biến đổi, thầy viết trong cái sấm giảng đầu tiên hết trơn là hạ quân nay đã hết đời. Ngài biết rằng là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, có nghĩa là mái trời đã thay đổi rất là nhiều. Cho nên như vậy mà thầy nói là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu. Vậy thì mình niệm là niệm như thế nào và canh thâu là ra sao quý vị? Bây giờ mình định nghĩa mà nghĩa đen rồi đi, rồi mình hãy tới cái nghĩa bóng. Chỉ ráng là cái việc gì mình. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa bà con cô bác, kính thưa sư huynh. Hôm nay cũng có nhân viên được gọi là bất ngờ đó quý vị, là gặp sư huynh để mà gieo duyên lên những câu giảng để cho bà con nghe, để bà con ráng hết sức tu hành đợt này. Như là Đức Thầy nói câu như thế này là sư huynh, như là Đức Thầy nói là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Như vậy là nó như thế nào, xin chúng chia sẻ cho bà con nghe. Dạ, Nam Mô Như Lạc Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo gần xa kính mến, được biết hôm nay cũng là ngày 14 tháng 7 2023, cũng là cái đại lễ Vu Lan Phật giáo truyền thống, ngày Vu Lan Thắng Hội, cũng có nghĩa là giải đã quyền, là cởi trói người đang treo ngược. Theo cái người theo tinh thần Phật giáo đó, thì mỗi năm có ba cái trầm lớn: một là thượng quân, hai là trung quân, ba là hạ quân. Cái ý nghĩa của rằm thượng quân đó thì là trời Phật và ban phúc cho tất cả muôn loài chúng sanh. Cho nên vậy mà ngay cái rằm tháng giêng đó, quý vị mình thấy gần xa cây trái nở rộ, đơm hoa kết trái, được bội thu. Cho nên vậy bằng cái gì nó cũng trúng nhờ mùa trúng sinh. Cho nên cái rằm tháng giêng là biểu tượng cho cái sự mà trời Phật ban phước. Và cái rằm tháng bảy là giải đã quyền, là cởi trói của người đang treo ngược. Đây muốn nhắc về cái tích của ngài Mục Kiền Liên và mẫu thân là Mục Thanh Đề. Khi mà mẫu thân Mục Thanh Đề đứt bàn chân đầu chậu máu đào đó, ở dưới địa ngục A Tỳ đó, Mục Kiền Liên khi mà xuống du hành địa ngục thấy cảnh chua xót vô cùng, muốn cứu thân mẫu mình nhưng mà không cách nào làm được. Mặc dù ngài là thần thông đệ nhất, nhưng mà trở về bạch cùng sư phụ là Đức Thế Tôn. Đức Phật mới dạy rằm tháng 7 là ngày tử tứ, thập phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân, đặng chi đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là báo đáp thù ân sanh thành dưỡng dục song thân của mình. Thì Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng dạy ý nghĩa vậy: trong tam nguyện cầu thì Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, đồng với là Phật Tổ Thích Ca đã dạy. Cho nên rằm tháng 7 này còn có nghĩa là cởi trói người đang treo ngược. Còn chúng ta là tín ngưỡng về nhân gian á, thì rằm tháng 7 này còn có nghĩa là cúng cô hồn, nhưng mà Phật giáo không có chấp nhận. Thêm nữa, cái rằm tháng 10 đó quý vị mình biết á, ý nghĩa là cứu tai nạn khổ ách, chờ Phật băng. Cho nên vậy mà thường thường mình thấy ông tha mà bà chẳng tha, quýnh một trận mùng 3 tháng 10. Cho nên cỡ tháng 10 đó là thiên tai bão tố nó giật đến cho quả địa cầu rất là nhiều. Cho nên ý nghĩa của rằm tháng 10 là vậy. Thì vậy thì hôm nay tất cả đồng đạo gần xa chúng ta đã đến những ngôi tự viện, ban trị sự hoặc giả là chùa chiền để mà cầu phúc cho cha cho mẹ, hoặc giả là cầu siêu độ cho cha cho mẹ, cho quý vị thất tổ. Đó là nói cái hiếu đạo của người làm con. Vậy thì trong tứ đại trồng ăn được Đức Thầy chúng ta chuyển hóa, ngày xưa Phật giáo nói là ăn cha mẹ, hôm nay Đức Huỳnh dạy là ăn tổ tiên cha mẹ. Tại sao mà gọi ăn tổ tiên? Tại vì nhất nhân đắc đạo của quyền thăng, hoặc giả là con chim xe sẻ nó đẻ cục đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình. Cho nên vậy mà Đức Thầy mới dạy là thêm là ăn tổ tiên rồi mới tới ăn cha mẹ. Rồi Đức Thầy cảm thấy rằng diễn Phật nhãn ngài quan sát tất cả các pháp, biết được việc lai. Cho nên vậy mà sửa đổi lại là ân quân vương của Phật giáo, Đức Thầy sửa lại là ân đất nước. Vì ngài biết rằng là nước Việt Nam chúng ta sẽ không còn tục lệ phong kiến cha truyền con nối, con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì hốt lá đa. Cho nên Đức Thầy sửa lại là ân đất nước. Cho nên khi ngài vắng mặt tới hôm nay cũng vậy, ân đất nước rất là phù hợp. Còn là thêm mà ân chúng sinh thì Đức Thầy sửa đổi lại là ân đồng bào và nhân loại.
Tại vì đất nước Việt Nam chúng ta là con hồng cháu lạc, con có Lạc Long Quân và Âu Cơ nhất đoạn sanh bá trứng. Cho nên vậy là trăm họ được rải khắp hết trơn trong cái miền chi ếch này, cũng là noi theo, là lấy theo cái dấu tích của là Lạc Long Quân vậy. Cho nên gọi là đồng bào là chung một bầu thai, nhân loại là loài người trên quả địa cầu này. Nói chung giờ đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, giờ Tam Bảo thì không có gì thay đổi. Thì hôm nay đồng đạo trở về đây đưa qua bốn câu giảng: ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Vậy thì ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, bài này bài gì quý vị? Có phải là kệ dân người khùng mà Đức Thầy viết năm Kỷ Mão 1939, dài tới 476 câu phải không ạ? Cho nên vị Đức Thầy chúng ta hôm nay ra đời đó là quy nguyên Phật giáo. Thầy nói chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, cua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Mà Phật giáo Hòa Hảo hôm nay ra đời ngay cái lúc mà cùng cơ tặng pháp, đời loạn đạo khai. Cho nên mà mình không thể mà làm được, mà mình cố ráng mình làm cho được. Cho nên gọi là ráng, là dùng hết sức lực của mình. Rồi trì tâm, trì là bám giữ, mà tâm nghĩa là lòng. Vậy thì trong lòng mình bám giữ những việc gì mà ngoài cái sức của mình, quý vị? Đức Thầy nó canh thâu. Canh thâu có nghĩa là suốt đêm đó. Ở đây ai mà dám niệm Phật mà suốt đêm không thì tôi chắc là cũng phải bó tay rồi. Nhưng mà vì cái cơ trời biến đổi cho nên vậy mà người quân tử thì mê đạo bỏ ăn, còn tiểu nhân bỏ đạo thì giữ ăn làm đầu. Ngày xưa đó ông Ngô Minh Tính đó, vì nhận thấy cuộc đời mình là vô thường, không ngoài một tấc hơi, dạng sự còn trong một tấc hơi, hơi vừa dứt dạng sự đời kia cũng dứt. Đức Thầy nói cuộc thế trao dồi mượn tấc hơi, nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Cho nên là vậy mà đêm năm canh ngày sáu khắc lúc nào cũng mướn một cái tiểu đồng ở kế bên mình á, hễ là 100 giờ thì gõ lên cái hàng giả của ổng đóng. Cái gì mình biết cho con người mình trước sau ai có phải là có vô quan tài. Cho nên ông Ngô Minh Tính khi ông giác ngộ được, ông đóng cái quan tài để ngay cái nhà giữa của ông đó. Mướn cái tiểu đồng đó là hai canh giờ cứ gõ trên đầu á, cái hàng đó là Ngô Minh Tính ơi, cuộc đời ngắn ngủi vô thường, thị nhật dĩ quá, mạng duyệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, ngày nay đã qua mạng sống con người, do đó giảm lần như cá ít nước. Cho nên vì vậy là cuộc đời ngắn ngủi, ông phải sớm tu hành. Như vậy quý vị mình thấy cái một canh giờ cứ gõ trên đầu hàng để mà cảnh tỉnh ông gì đó thì suốt đêm có ngủ được đâu. Đây là muốn nhắc cái tích của người xưa, người ta ham tu cái gì đó. Mà hôm nay chúng ta cũng phải là trân trọng theo lời thầy tổ dạy cho chúng ta, mà thầy nói lối tôi quá chậm trong đường thăng, trễ nải khó qua nẻo cọp xa, một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chỉ hơi đâu làm. Vậy thì chúng ta phải ráng canh thâu là suốt đêm quý vị. Vậy thì nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, đi đứng nằm ngồi, thầy có dạy rằng Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hồi lúc trước thì thân phụ của Đại Hiếu đang ngồi phía kia, Chiên Bao ngồi trên liên quan trước đó ngồi niệm Phật, tới giờ cũng ngồi niệm Phật. Cái chị Phật tử này cũng dòng họ, hôm nay chị bảy mấy tuổi, mà hễ mỗi lần đi ngang thấy ông già niệm Phật cái gì đó mà chị bị thần kinh tọa, với là bị để đệm khi ngồi không được. Chị nói chắc suốt đời tôi chắc niệm Phật không được, có chú Tám ơi. Tôi mới nói vậy là cái chị này chấp theo cái tướng đi đứng nằm ngồi rồi, chắc cổ nghĩ rằng là mình ngồi mới niệm Phật được, còn ngoài ra giống như là mình quét tước đi chợ đi búa nấu cơm sắc nước rồi chắc niệm Phật không được. Tôi nói không phải vậy, Đức Thầy có dạy đó, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, Đức Phật Đức Thầy không chấp. Tại vì á, mình niệm Phật là gì? Chỉ niệm là ghi nhớ, chứ Phật là giác ngộ, là Phật là sáng suốt. Vậy thì cái lý niệm Phật á, là mình nhớ Đức Phật là cái đứng mà giác ngộ hoàn toàn, không bị vô minh trần cảnh nó gạt gẫm. Cho nên vì vậy mà nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, thế trần tạm giả gạt đời ta, cho nên không làm vướng bận ngay cái bước chân xuất thế của Ngài. Cho nên niệm Phật về cái lý nó vậy, còn niệm Phật về cái sự á, thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, nếu chúng ta là người tín đồ thuần thành là phải sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thầy nói
Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lành tâm, ít ai chịu khó niệm sanh. Thử coi trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Vậy thì Phật giáo Hòa Hảo phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chúng ta không thể là niệm cái câu Phật hiệu giống như là bên Phật giáo Việt Nam truyền thống là chỉ A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Đức thầy không có dạy, đức thầy dạy Nam Mô A Di Đà Phật, đó là người chánh thống Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì tráng trì tâm tưởng niệm canh thâu là niệm, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó đồng đạo à, là suốt đêm luôn đó. Có nghĩa là mình á, có cái việc ăn ngủ này là cái ngũ dục sắc đẹp tiền tài danh vị, ăn ngon ngủ kỹ, cái này là vô minh đó, lôi cuốn chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Tại sao vậy? Tại vì mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống, và giờ khổ lang đâu biết đạo hằng, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ. Khi đói mồi mặt mày sù sụ, chảy vơ vào vật nhỏ đặng ăn, đến chết thay đầy lũ rùi lằn, bu nút thịt của loài bão áp. Cho nên vậy mà người đời người ta xem có trọng cái ăn cái ngủ. Còn độc đạo chúng ta nếu mà ngủ thấy hơi đủ giấc là cũng được rồi, để chúng ta sống để chi hành đạo. Vậy thì việc biến chuyển thiên cơ rất cấp. Việc biến chuyển đây là ai cũng biết là cái chuyện sẽ là thay đổi, không còn như cũ nữa. Cho nên Phật giáo mới gọi là vô thường. Chứ vô là không, chứ thường là thường còn hay là mãi mãi, có nghĩa là không thường còn và không mãi mãi, luôn luôn thay đổi. Giống như loài người chúng ta, từ nhỏ tuổi rồi đến người trưởng lão, rồi đến mắt trong dòng sanh tử luân hồi, rồi mới đến xuống diêm đình thấy tội hỏi ơi, rồi mới có đó, mới biết có nơi địa ngục. Có nghĩa là con người chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết. Còn quả địa cầu phải theo định luật của trời đất là sinh trụ dị diệt hay là thành trụ, phải không? Cho nên vậy mà thay đổi chất cấp là như thế nào? Vậy thì Đức Thầy đã ra đời, Ngài cảnh tỉnh rằng là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung. Trước đền mắt ngọc lị rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi, làm sao cho dạ được vui, cúi đầu bái Phật cầu xin cứu trần. Đáng lẽ chúng ta là bị quỷ diệt 1936, Ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý, mà nhờ đức đó là Minh Dương xin Ngọc Hoàng Thượng Đế cho Phật xuống đây để dạy trần. Vậy thì cái sự mà thay đổi trời đất mau lẹ, quý vị mình thấy gần đây đó, thì bệnh dịch corona nó đã xảy ra, tới bây giờ cũng vẫn là ám ảnh của người trên quả địa cầu. Mà hiện nay là bên WHO cũng vẫn là coi là cái bệnh dịch này là cái bệnh nguy hiểm, ở nước ngoài đang bị những cái biến thể khác mà làm cho người ta phải khổ. Đó hôm nay là chưa chấm dứt. Vậy thì đầy đã nói no chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Cái bệnh mà không có thuốc trị dứt điểm, không có dứt pháp, gọi là cái bệnh trời, bệnh căn, bệnh nghiệp. Còn hôm nay đồng đạo chúng ta thấy việc mà hôm nay á, tôi mới xem trên TV gần đây đó, ở nơi cái quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hồi trước tới giờ người dân chúng ta khổ sở đó, thì kiếm những công ty xí nghiệp trên Sài Gòn hay là Bình Dương đó để về phương Nam để chi kiếm cái sự sống. Mà hôm nay những công ty, những xí nghiệp đó, rồi những cái đơn đặt hàng nó không đủ, cho nên người công dân chúng ta là không có cái sở để mà làm. Cho nên vậy mà cái quận Bình Tân đó, là ngày xưa cái dân mà đến mà trọ đó thì rất là nhộn nhịp, mà hôm nay người ta về là đài nó chiếu đó là về hơn phân nửa. Bây giờ quán xá cái gì nó cũng xuống trầm trầm hết trơn, nhà trọ thì không người ở, bán quán thì không ai ăn, cà phê thì không ai uống, cái người này liên lụy tới người kia tới liên lụy tới người nọ. Cho nên như vậy mà khi trở về quê rồi, bây giờ quý vị mình thấy không, nội mà nó có vụ mà lúa gạo đức thầy chúng ta đã cho biết rồi sao quý vị. Thầy nói á, nó chiều rồi lại đói mời, dương trần thấp dương bình trời từ đây. Và khuyên trần sớm liều bắp khoai, cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Và trong cái buổi này thì quý vị mình thấy, nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế, nhưng mà nghèo bạc vàng thì đạo đức cũng nghèo. Gạo châu là hột gạo nó quý giống như ngọc đúng không quý vị ạ? Nội ở đây là bên Ấn Độ mà nó cấm cái xuất khẩu gạo đó, mà liên tục cấm luôn đó, thì mình thấy là đã trao đảo rồi.
thêm nước Nga nó cũng cấm nữa. Nước Nga nó cũng hoành tráng, diện tích nó rất là lớn trong lãnh thổ bên châu Âu, nó cũng đã cấm không cho xuất khẩu, và UAE cũng cấm luôn. Rồi bây giờ tới là bên Myanmar cũng cấm luôn, và bên Thái Lan bên kia là xuất khẩu là đứng thứ nhì thứ nhất của thế giới này với là Việt Nam. Bây giờ là chính phủ bên đó là hoàng gia của Thái Lan cũng kêu là nên hạn chế cái rượu mà trồng lúa nước ngọt nữa, tại vì sông Mekong này đang là xuống là rất trầm trọng, cái sự mà nước nó cạn kiệt, không đủ để mà tích trữ cho cái lúa nước của chúng ta, là lúa thần nông chúng ta đó, để mà trồng. Cho nên vậy mà cái gạo lúa kém nó sẽ là càng ngày nó càng thêm. Và Việt Nam chúng ta thì chỉ là ngo ngoe vậy đó, nhưng mà những người đã công dân đó khổ sở ở là thành thị, không có sự sống trở về quê, mà về quê đó thì quý vị mình thấy lúa gạo nó mắc đó, thì nó khổ vô cùng. Bởi thầy mới nói là sao quý vị? Cái thầy mới nói là trong cái người gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Tôi đọc tới đây mà tôi nghe còn lạnh da gà nó đó ông đạo à. Tại vì cái máy trời này thay đổi rất là mau lẹ. Cho nên ông đạo mới nãy mới nói cái việc mà tu hành đó, tôi nói nên là chuyên cần tinh tấn. Chứ thật thôi mà chúng ta là bê trễ rồi đó, thì lỡ cơ hội rồi thì thầy nói là trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Bây giờ tu là phải tu cho nó mạnh lên. Bây giờ đang có sự lúa gạo này, không biết mai mốt nó lạm phát rồi, tất cả các hàng quá, các mặt nó có lên được không, chính phủ có bình ổn được không. Rồi sức ép nước ngoài người ta đã cấm không cho là xuất khẩu gì, nước Việt Nam mình làm có được không. Chứ thật sự tôi coi kinh giảng bà con mình cứ yên lòng. Thầy nói nha, chỉ có xứ Nam Kỳ béo bở, cơ hội này bỏ dở sao xong. Cả kêu điền chủ phu nông đứng lên, đừng để ruộng đồng bỏ hoang. Và thầy có nói thêm là Nam Kỳ đâu phải sống riêng, cũng còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Cho nên cái miền Nam mình đó, Đức Thầy đã tiên tri rằng đây là kho dự lúa của quốc gia, mà bây giờ là kho dự trữ của thế giới. Thì bây giờ bệnh dịch đã tới, quý vị mình thấy vài năm rồi con người ta đã đi tới đi lui không thuận tiện, đói khổ. Người dân đó là bỏ là thành thị về quê rất là nhiều, mà không có sự sống nữa, là sanh ra là trộm cướp giật giọc đó. Mình đi đường bây giờ mà ai mà đeo nữ trang nhiều mà lấp lánh đó, cũng là làm cái món mồi béo bở cho các bọn tội phạm. Đi chiếc xe tốt không cũng là ráng là đáng sợ, phải cảnh giác cho cao độ đó. Cho nên vậy mà thầy cho biết là sau này nó khổ đồng đạo à. Thì thầy cho biết đó, là trong cái bài mà khuyên người giàu làm phước thiện đó, thầy có nhắc đó. Sau này á, sột sột nhà sao mũ vét nồi, ông chồng quần áo rách lôi thôi, bầy con ngơ ngác đòi xơi bữa, lũ nhỏ dành nhau lấn chỗ ngồi. Rồi cua đũa mèo mung ngờ chủ thảo, muỗng rơi chó dện tưởng cho mồi, lầm than đói khó vì tái ấp, hỡi kẻ sang giàu cứu nạn trôi. Hồi trước á, tới rằm tháng 7 này người ta cho lúa cho gạo đó cứu trợ, thì bà con mình thấy là cái việc là bình thường, có cũng được mà không có cũng được. Còn bây giờ tới rằm tháng 7 rồi đó nghe, là mấy cái người vừa khổ đó, đi mà hỏi mấy cái nhà mà hồi trước giờ thường cho gạo đó, để hỏi để mà coi cho có cứu trợ không, để người ta lãnh phần quà đó. Nếu mà ai được lãnh phần thì coi cắt cũng giống như là châu như là ngọc, biết mai mốt nó có lên hay không, rồi biết mình có mua được hay không, ví dụ gì đi. Cho nên vậy mà là thầy nói là nhìn thấy việc chuyện gạo châu của quế, nhưng mà mình nghèo bạc vàng, nghèo về vật chất rồi đó, nhưng mà cái đạo đức nó cũng nghèo đồng đạo à. Trên đài mới chiếu là vừa rồi đó, anh Tây Ninh, cái người con đó về xin mẹ mình 100.000 để mà hút chích, mà người mẹ không cho đó, là lấy cái kéo đâm mà mẹ mình cái là tàn nhẫn ra đi luôn. Thay vì ngay cái rằm tháng 7 Vu Lan này là cái ngày thắng hội báo hiếu, người con đền ân cho cha mẹ, đến chùa để cài bông hồng hoặc giả là bông trắng. Nhưng mà cái người con còn nhẫn tâm vậy là mình biết cái đạo lỗi của tao đi xuống lắm. Mà thầy nói là tỉnh biết đời nay lỗi đạo hằng, tỉnh tâm già trẻ bớt làm nhăn, tỉnh câu phụ tử tình thâm ấy, tỉnh hết dạng dân cách thượng tầng. Cho nên thầy đó cho biết rằng là cuộc việc biến chuyển thiên cơ, chứ thiên là trời mà chứ cơ có nghĩa là mái. Đây là nói mái trời, đây là muốn nói việc thiên cơ đó, có việc rất cấp, có nghĩa là không phải còn giống như hồi xưa nữa. Tại vì thầy nói là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tầm nền như tầm nền vinh hoa. Có gì mình thấy không, cái tên là bắn cái dèo cái là đi tới rồi, cấp kỳ là nó đạt đích rồi, chứ đâu phải mà việc tu bá tánh bắn lùi như tôm đâu, đi thục lưu đâu, đi tới cái dù tới gì đó. Thì bệnh dịch mới hết đây, tới cái vụ mà lúa gạo đây đó.
rồi đây mai mốt không tới biết là dịnh cái gì nữa đó. Đó là cái cơ trời đã báo điềm cho chúng ta thấy là cái sự bất ổn của nhân loại đó. Huống chi mà quả địa cầu mình đang nằm trong cái vụ mà Omicron bị lũng, rồi nào là bị sơn băng tuyệt thủy, nào là bị là hạn hán cháy rừng, đủ chuyện trơn đang ập tới nhân loại chúng ta. Vậy thì câu nào cho qua, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Vậy thì cái thầy dạy mình khuyên hãy ráng tu hành sao quý vị? Tại vì nhiều người á, người ta sống á, thì người ta không biết giác ngộ, người ta nói tu nhân tích đức già đời cũng chết, mà ác đức bất nhân tới số cũng chẳng còn. Ở sớm tôi nghe mấy cái người mà uống rượu nè, nói chuyện hơi lớn tiếng tôi có nghe đó. Đó hồi xưa tới giờ tôi có thấy ai thành mà tu chi cho nó cực khổ đó, chỉ làm cái hình thức vậy thôi. Xin thưa quý vị mình á, ông ba cho biết rằng á, tu hiền không Phật thì tiên, không vương thì bá cũng quyền công khanh. Có nghĩa là chúng ta hễ mà không là buông ra làm kinh tế thôi, hễ chúng ta buông ra làm kinh tế, chúng ta không được tỷ phú thì chúng ta được là cái hạng mà đại gia, không được hạng đại gia cũng là hạng khá giả, không được hạng khá giả cũng đủ ăn đủ xài. Còn có người đó mà không là chịu là thức khuya dậy sớm, lao lực lao tâm đó để mà là nhu cầu sự sống, thì cái người này là đói khổ quanh năm thôi. Chỉ vì trong cái tu đức thầy đã cho biết rằng á, hương trần ta cũng ráng thề, đặng cho ba tâm liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Cho nên tu là phải hưởng đó. Vì thì nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất khắp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Thầy nói khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn mất việc cũng đi. Ngày xưa ông Trương Tổ Lưu cũng vậy đó, khuyên ông tu hành thì ông nói cái mồ cha tôi là chưa có xây cho trọn vẹn, con gái chưa gả chồng, con trai chưa gả vợ, khi nào ba cái việc này hoàn tất rồi đó thì tôi là mới là rảnh rang để mà tu, chứ còn bây giờ còn gia duyên bận biểu đủ chuyện trơn sao mà tu. Vậy thì quý vị mình thấy chữ tu đâu phải là đợi con người mình rảnh rỗi cho giống như những nhà sư mới tu được. Vậy thì Phật giáo Hòa Hảo hôm nay chúng ta là tu như thế nào quý vị? Tu trong mọi hoàn cảnh, đức thầy dạy nè, quan hôn tan tế, đức thầy dạy chúng ta điều thứ gì ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, lo tu hiền chân chất. Ở tại gia cư sĩ thì kẻ buôn tảo bán tầng, người việc này việc nọ đủ chuyện hết trơn, nhưng mà ta tu cũng được. Chứ tu là gì? Chứ tu có nghĩa là bỏ giữ về lành, bỏ mê về ngộ. Chứ tu không có gì ngoài cái sửa. Thầy nói chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên. Vậy thì một hôm nọ ông Trương Tổ Lưu đó, ông hẹn với người bạn mình xuất gia. Khi mà người bạn xuất gia đó mới trở về để coi ông này có duyên đảo đến chưa, thì thấy nhà ông Trương Tổ Lưu hương khói người ra kẻ vào tấp nập, nó hỏi ra ông tự Trương Tổ Lưu ông đã thế rồi. Ông mới viết một bài thơ để lại trên bàn mà vừa khóc vừa cười. Ông nói rằng bạn tôi tên Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều, là cái mồ cha ông mà cho hoàn thành, con gái gả chồng, con trai cưới vợ đó, ba điều. Ba điều chưa dạng vô thường đến, đáng trách diêm vương chẳng nể nhau. Cho nên vậy mà thầy nói khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, mất công ty, mất xí nghiệp, mất làm công nhân, mất làm chồng, mất làm cha, mất làm xuôi, mất làm giam, mất chuyện đủ hết trơn. Vậy thì tử thần tới quý vị mình thấy như sao? Đó, diêm vương quyết định canh ba chết, biết chẳng để người đến canh năm. Mà phải chi mà con người chúng ta chết theo định luật của là tự nhiên, sanh lão bệnh tử, cái việc này quá hy hữu. Mà thầy cảnh báo sao quý vị? Thầy nói á, đời hạ nguyên hay chết tuổi sanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Tuổi sanh này là tuổi còn trẻ đó đồng đạo à. Đó, cái tuổi nhan hồi là tuổi 30, tuổi 31 phải tạ thế đó. Thì quý vị mình thấy bây giờ ở xã hội này nội có vụ hút chích không mà tàn là phá cái tuổi trẻ là vô cùng rồi. Con người ta mất đi cái lý trí, sống trong là cái ảo giấc, và trở về là hạ thủ trong người thân của mình, trong gia đình của mình, sớm chồng của mình. Cho nên vậy mình phải tù gạt hay là bị là tử hình. Cho nên là vậy đó, ra đường thì không làm chủ xe tốc độ, vô một chút ma men rồi đó thì không kể ai hết trơn, là cũng bị tai nạn giao thông vân vân. Cho nên vậy mà cái thời khoa học đời này đó, cái người trẻ chúng ta rất là chết là nhiều. Nội chúng ta ăn lúa gạo con trái cây không đây, mà không kiểm soát được thuốc bảo vệ thực vật đây, ăn vô rồi bệnh này bệnh kia đủ chuyện cho. Giống như là ba mẹ của đại hiếu năm nay gần 90 tuổi đó, ta già ta mới chết.
Tại vì ngày xưa ta sống với thực phẩm sạch, còn bây giờ thực phẩm chúng ta đã bị ô nhiễm nhiều, không khí cũng bị ô nhiễm nữa, chứ đừng có nói chi mà cái việc ăn uống. Cho nên vì thầy nói đời hạ nguyên hay chết tuổi xanh. Hồi xưa đó ba đệ hiếu nói rằng nguyên cái làng á, chưa có thấy người nào bệnh tai biến hết, còn bây giờ mới ba mấy hai mấy thôi là cũng bị méo miệng, là què một tay một chân rồi, quý vị mình thấy, rồi bị ung thư khối u đủ chuyện chơi. Cho nên thầy nói là khuyên chúng sanh hãy ráng tự hành, để khi cái bệnh của mình tới, cái khổ của mình tới rồi mình tu, là lúc đó mình không an tâm mình tu. Vậy thì cầu linh hồn cho được giảng sanh. À, có nhiều người người ta tu mà ta không cầu giảng sanh, vậy thì có được giảng sanh hay không? Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất cấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Vậy thì bốn câu này là đã hết rồi, còn thêm câu nữa là thứ năm. Vậy thì chúng ta tu hành có được lợi lạc thì không có gì. Nội tôi nói ở trong cái xã Phú Cường thôi nè, đây là nói có mấy em YouTube nó quay đây để mà làm cái ấn chứng của vị mình trở về xã Phú Cường, ở cái nhà bà Chính Tỏi. Hiện bây giờ bà Chính Tỏi là có người dễ đang ở trụ trì chùa Đức Ân Tự Phật Giáo Hòa Hảo kế bên đây. Tu thì chỉ có mấy năm thôi, dòng họ bà mình thì theo Tam Kỳ Phổ Độ, nhưng mà cô có nhân duyên ở với Phật Giáo Hòa Hảo, quy theo Phật Giáo Hòa Hảo, thường bị những người nhà nặng nhẹ lên đây khóc có dữ lắm. Cô mới an ủi, tôi nói thầy nói là ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàng có thấu chí cùng chăng, nếu bền lòng dị quả cao thăng, chẳng chặt giả bỏ lăng Phật tánh. Ông chồng thì sáng say chiều xỉn, bê tra tha rượu chè đủ chuyện trơn. Một lần đó tôi đi xuống nhà bên đây, tôi dò qua sông thì thấy các bạn ông Thiên cô nhổ dục qua bên là Tam Bảo hình thầy quyền đập hết trơn. Nhưng mà cô một lòng hướng Phật á, là tu rất là tinh tấn, chừng mới có 5-6 năm thôi. Một hôm nọ tới cái ngày mà cô sắp sửa tạ thế đó, thì cái chuyện này là chuyện thật, có thật, quý vị mình không tin thì trở về xã Phú Cường ấn chứng. Cổ nằm ở trên đó là cần cầu có bắt ở nhà con gái mình á, nằm ngửa mặt lên hư không nè, tự nhiên cười tấm tay tấm tét, nói con dâu của mình là cái người con dâu là tên vợ của Đệ Phong á, nó nói cái cảnh đẹp quá ha mày, cảnh vui quá ha mày. Tôi đố quý vị mình cái cảnh gì mà đẹp, cái cảnh gì mà vui lầm trên hư không mà cảm thấy là vui vẻ mỉm cười, có phải là Tây Phương Cực Lạc hiện thắng cảnh không? Nếu mà chúng ta không có biết tu rồi đó, cận tử nghiệp nó đến rồi, thầy nói gần hấp hối tâm thần sao sát, trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, lúc đó là hoang mang sợ dữ lắm luôn. Rồi lần mòn lần đến phút lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước, hay lúc đó thì kẻ phùng mang trợn mắt, người chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết, xét coi khổ sở gì nào. Thì cái bữa đó con dâu nó không biết tu cho nên nó không có tìm hiểu. Rồi cái bữa nọ là cổ sắp sửa là cổ ra đi, rồi bên nhà của Úc Hằng bên đây đang đám dỗ đồng đạo của đó, là đám dỗ 20 mâm đồng đạo, trưa thì về chừng 10 mâm rồi, còn 10 mâm trở lại thì người em của cô Chính Tỏ là người đó tên Sám Sội, cổ thứ 9 đó là bên chồng. Cái mới nói đồng đạo ơi, chị tôi qua không khỏi rồi, đồng đạo bên đây qua một xuồng. Lúc đó cổ là phụ nữ đó, tặng đồ bông, đồ phong của phụ nữ. Cổ thấy đồng đạo xung quanh bận áo tràng như này, cổ mới chỉ vô mình là chưa được bận áo tràng. Cái đồng đạo mới thấy vậy là thay đồ đạo rồi bận áo tràng, rồi cổ chấp tay của niệm Phật mấy tiếng rồi ra đi luôn. Cái chừng đồng đạo qua bên đó thì tay cô hơi là cục bên, quý vị mình thấy không? Cái này là cô này là tu giảng sanh 100%. Tại sao vậy? Vì trong kinh có cho biết á, gần dứt thở vững vàng trong trí, không quán loạn không sợ sệt, giữ sạch không nhớ nghĩ sự đời, chỉ còn có lòng nhớ Phật thôi, đương nhiên có Phật đến nơi rước về. Và Đức Thầy chúng ta minh định rằng á, là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Một kiếp đây không nói là người đó tu lâu hay là tu mau, mà một kiếp có nghĩa là một hơi thở. Vậy thì Đức Phật Phật Thích Ca ngài có nhắc lại 48 lời đại nguyện Phật A Di Đà đó. Đức Phật A Di Đà điều nguyện thứ 18 là nguyện rằng, đó là nếu khi tôi được thành Phật, tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới nghe đến danh hiệu của tôi là A Di Đà Phật đó, tin và niệm và nguyện sanh về con nước tôi được 10 tiếng nhẫn, nếu không được như vậy giả sanh thì tôi thề không ở ngôi chánh giác. Vậy cô này cũng tỉnh tuồng niệm Phật một chút, tức là đâu là cũng hơi lâu lâu bộ người cổ ra đi luôn, quý vị mình thấy không? Gần chết rồi mà dòm lên hư không là thấy cảnh đẹp quá, vui quá là tự cười tấm te tấm tét nói cho con dâu mình vậy đó. Nhưng mà con dâu không có tu, cái chừng khi bà mẹ tắt hơi rồi con dâu mới kể lại cái chuyện này là chuyện có thật, quý vị mình thấy. Cái người mà tu về mà đắc đạo giống như Phật tổ thì nó khó, còn niệm Phật giảng sanh thì rất là dễ. Tại vì trong kinh Phật nói rằng tham thiền đắc đạo giả nan, niệm Phật giảng sanh giả dị, có nghĩa là tham thiền thì đắc đạo khó lắm, mà niệm Phật mà giảng sanh rất là dễ. Tại vì chúng ta là tu thiền là tự tu tự ngộ, giống như là Đức Phật tổ rồi đó. Chúng ta phải bỏ là kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc đó, chúng ta bỏ hết trơn tất cả những cái phiền não, những cái lậu nghiệp chúng ta trở về thanh tịnh,
tự giác giác tha giác hạnh viên mãn chứng được cái quả như Phật tổ. Còn chúng ta mà giả sanh cực lạc kia rất là dễ, hỏi tại sao vậy? Tại vì giống như là Trương Trung Quỳ, Trương Thượng Hòa, hai người này sống là nghề đồ tể không rồi thì đập đầu trâu, người thì cắt cổ gà, nhưng mà gần chết rồi đó, thấy cái cảnh địa ngục tới là trâu thì nó dẫm đạp, nó chém gà thì tới nó mổ, hai người rên la sản trơn. Nhưng gần đó được cái người gần chùa đó, người ta đến ta nhắc lại cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì Phật nói nhược nhân chí tâm niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật đó, dứt sạch bát ức kiếp tội trọng sanh tử, thượng trí thì nhất tâm bất loạn, hạ trí thì thập niệm thành công, ngũ nghịch thập ác lâm chung thời, thập thinh là 10 tiếng á. A Di Đà Phật thượng đắc sanh tịnh độ, hà huống thế trai giới niệm Phật nhi bất sanh hồ. Có nghĩa là cái người mà chí tâm niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đó là tiêu trừ 48.000 ức kiếp tội trọng sanh tử, cái thượng trí thì nhất tâm bất loạn, được thượng phẩm thượng sanh. Còn cái người mà hạ trí giống như là Trương Trung Quỳ, Trương Thị Hòa lúc sống mà tạo nghiệp đó, giờ phút chết mà được cái thiện trí thức nhắc mà định tâm niệm được 10 câu Phật hiệu đó còn được giả sanh. Hà huống chi đây là trai lành cái tính những người trì trai giữ giới không được giả sanh sao vậy? Đó là cái câu vinh định của Phật tổ và đức thầy hôm nay nó nói vậy. Thì bốn câu giảng đồng đạo đưa ra đây để nhằm mục đích để khuyến tấn chúng ta không những mà cơ trời đi biến đổi, nhưng mà cái sự sống chúng ta bị đe dọa đủ chuyện hết trơn. Nội đây tôi thấy là nội Triều Tiên không một cái nước siêu nhỏ, nhưng mà cả thế giới này cũng đều run sợ trơn, tại vì những khu vũ khí nó quá hạng nặng. Mà sau này đức thầy đã cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng đó nha, khổ giới thảm ngày nay có mấy, không có bao nhiêu đâu, Covid Corona cũng không nhầm gì đâu, rồi cái vụ mà lúa gạo mà đói khổ giống như châu Phi cũng chưa nhầm gì đâu, cũng chưa đến nỗi mà mất mạng đâu. Thầy nói đó là khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao mà dòm thấy bay hồn. Giống như mà Corona Covid mà cách thấy người này 2-3 thước mà nói chuyện như mình không bịt khẩu trang là thấy xám hồn trơn, về nhà thấy ho ho vài tiếng sốt sốt là sợ rồi đó. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Sau này mà đổ ra cái chiến sự rồi đó, các là cái quốc gia đó nó có những vệ tinh ở trên, là khí quyển nó chụp xuống nó biết cái thủ đô căn cứ quân sự ở đâu, cái đầu đạn là mang tên lửa tầm xa đó, nó có thể phắn một cái là chúng ta ngay cái chỗ thủ đô hay căn cứ là chúng ta bình địa, khỏi cần trúng tên trúng đạn hết, chỉ hít vô cái khí độc của nó sinh học hay là hóa học thôi là chúng ta cũng thấy làm thiệt mạng rồi. Thì đức thầy đã cảnh tỉnh cho chúng ta rằng như vậy, khắp thế giới binh lương cựu túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình lên nước mắt. Thì bốn câu giảng đồng đạo đưa đến đây chúng tôi cũng xin dứt lời. Trước khi dứt lời, kính chúc cho đồng đạo chúng ta xa gần khi nghe qua lời châu ngọc của đức thầy, chúng ta biết cái việc trời đất thay đổi rất là mau lẹ, giống như là mũi tên nó có dèo nó sẽ đến đích. Chúng ta ráng tu để thôi sau này không kịp. Thầy nói để nước đến trôn mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sông, chẳng gặp xuồng ghe chững mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, mập bẻ Nam Mô cũng nhập cầu. Đến đây xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.